chúng ta đã mở cửa được ngành hàng không và rất là nhiều các cái hãng bay dày đặc, và những cái hình ảnh Vietnam Airlines, những người phi công, những người tiếp viên, những người phục vụ mặt đất, những người kỹ thuật viên trang phục như là phi công vũ trụ để phục vụ cái chuyến bay giải cứu, thực sự là rất là ấn tượng của đồng bào. Liệu hôm nay ông tổng đốc có thể giới thiệu một vài gương mặt anh hùng chúng ta trong khán phòng này được không ạ? Lớn lắm. 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 L